Hello, xin chào toàn thể, em đã quay trở lại video của Hòa nha. Hôm nay thì em giới thiệu với anh em một cây máy cưa xích Amac Gold. Con này thì dòng cưa Trung Quốc mới nha mọi nhá. Đó. Nhưng mà thương hiệu Việt Nam mình sản ra phân phối. Đó, con này thì lòng 45 ly. Máy mới đập hộp nha các bác nhá. Làm dài cho anh em là 55 phân. Tha hồ cho bác cắt xích L325 nhá. Đó. Đời mới có giật trợ lực, có phanh xích cho anh em đầy đủ hết. Này gửi cho anh em là máy nguyên hộp như vậy nhá. Đó. Rồi sẽ test nổ cho anh em cái tiếng máy nhá. Bán cho anh em với giá là 1.800.000, bên em bao ship nha anh em nhé. Anh em nào có nhu cầu mua hàng thì liên hệ qua số điện thoại cho em nhé.